Hello các bạn, mấy nay à, bận quá Bây giờ mới tiếp tục à, buổi live stream tiếp theo à, Hôm nay mình sẽ trình bày về cái vụ án Trương Mỹ Lan đã xét xử à, bước sau sang ngày thứ bảy, Thì à, hôm nay là ngày 27 tháng 9 à, So với à, bắt đầu à, phiên xét xử là ngày 19 tháng 9 đã bảy bạn bảy bảy ngày rồi thì nó có những gì à, tòa thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử ra sao thì à, sau đây mời à, quý vị các bạn theo dõi nha à, về à, nói về buổi sáng hôm nay thì à, tòa thành phố Hồ Chí Minh đã ra cái thông báo số 3 À, thông báo đến à, các bị hại à, có thông tin là trái phiếu mà không có à, trùng khớp đó thì à, được yêu cầu là tiếp tục gửi đơn để à, điều chỉnh đó. thì à, cụ thể là à, thành phố tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành thông báo liên quan kiểm tra thông tin cá nhân số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại ừ, đương sự trong à, vụ án trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn thịnh phát ngân hàng scb và các công ty đơn vị liên quan thì theo đó là trong cái phạm vi của vụ án này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tòa án đã xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu được liệt kê ra như sau

10. Thì đối với những mã trái phiếu này là do công ty tập đoàn cổ phần An Đông, rồi công ty cổ phần đầu tư Sunner rồi công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận rồi công ty có phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tức là công ty Secha phát hành. Thì theo thông báo của tòa án Thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm nay có nói thêm là đối với các bị hại liên quan đến 6 mã trái phiếu à, nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc là có sai sót à, nhưng chưa gửi đơn à, yêu cầu điều chỉnh đến tòa án thì à, tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh kèm theo à, tài liệu để chứng minh gửi đến trụ à, sở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì trụ à, sở tòa án nhân dân hcm phố Hồ Chí Minh ở à, số 131 phường Bến Nghé uhm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận một thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tức là đây là thông báo số 3 rồi. Trước đó đã có hai thông báo trước cũng đã tòa đại khái là cái thông báo đầu tiên nói rằng là các bị hại không cần phải dự phiên tòa, nhưng các, tức là các trái chủ đó các người đã mua trái phiếu của cổ phiếu trái phiếu của trương mỹ lan đó à, tập đoàn nhạc thịnh pháp đó thì không cần phải tới tòa nghe xét xử nhưng mà quyền lợi vẫn được đảm bảo à, nếu như, người nào có thông tin sai thì cái thông báo đầu tiên đó có thông tin sai hoặc là thông tin không có hoặc chưa đúng thì gửi đơn đến bằng đường bưu điện đến văn phòng tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận để chỉnh sửa lại những người là có quyền lợi nghĩa vụ của bị hại đó là không bị theo dõi sẽ không bị thiệt đó rồi sau đó cái thông báo thứ hai thì thông tin rõ thêm tức là dài hạn cái thời gian để nhận dài cái thêm và nhấn mạnh là các bị hại cho dù không đi được tham dự phiên tòa tại vì số lượng tới 35.824 bị hại đông quá không thế nào tham dự được, chỉ có 34 bị cáo và các đơn vị liên quan, rồi khoảng hơn 100 luật sư đó, tham gia, thì số lượng đông lắm, đó người liên quan rồi tất cả là các cơ quan đơn vị xí nghiệp cũng tham dự, nhưng mà đặc biệt là bị hại thì tòa án tp.HCM đã ra thông báo không cần tham gia nhưng tham gia trực tuyến nhưng quyền lợi chắc chắn không bị à, thiệt hại đó cho nên là bây giờ là sáng nay thì tòa án Hồ Chí Minh đã ra thêm một thông báo thứ ba cũng nội dung y như vậy cũng nhấn mạnh lại những người nào tức là gia hạn thời gian dài thêm đó hiện tại bây giờ vẫn nhận lại những cái đơn mà cảm thấy mình là thiếu sót Ai mà trong cái cái trái, mã trái phiếu này đã bị thiếu sót thì tiếp tục tòa án nhân dân tp.HCM tiếp tục nhận đơn. đó Thì uh, tiếp tục là theo thông báo là đối với các bị hại liên quan đến sáu mã trái phiếu này, nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc là có sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh đến tòa án, tòa án thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh kèm theo tài liệu để chứng minh. đó Đối với các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi giải quyết đối với vụ án này. Đó. Tức là trong vụ án này, tức là trong giai đoạn 2 bắt đầu xét xử từ ngày 19 tháng 9 vừa rồi đó là chỉ xét xử những bị hại nằm trong 6 mã trái phiếu là mình vừa đọc vừa rồi thôi. Còn những mã trái phiếu này nếu những người bị hại không có nằm trong đây thì sẽ được xét xử sau chứ không phải là không được xét xử, không được giải quyết đó là ý trong cái thông báo này nói như vậy thì cái thông tin cụ thể này đó đã được đăng ở trên cái website của uh, uh, tòa án nhân dân, tòa án dân tp hcm thì nó có website là hồ chí minh city tòa án gov vn đó là vô hoặc là vô báo quân lý thì nó cũng có cái bài này rõ ràng có cái đường link à, mọi người bị hại lại lít vô đó để à, theo dõi mình có tên vô đó không hay là có bị sai sót là có gì hay không đó, mọi à, vấn đề thắc mắc thì liên hệ qua cái tổ thư ký của vụ án à, thư ký tên là Nguyễn Bảo Quốc và thư ký Nguyễn Thị Oanh số điện thoại của tổ thư ký là 0934115 880 đó đây là à, nếu như bị hại trong vụ án trương mỹ lan này đó có gì thắc mắc trong giai đoạn 2 này đó thì liên hệ qua cái số điện thoại mình vừa đọc trên đó thì trong đó là buổi sáng ngày hôm nay thì tòa án nhân dân thành phố minh là xét xử những cái gì đó sáng ngày 27 tháng 9 tức là sáng hôm nay nè tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp tục ngày thứ bảy xét xử bị cáo trương mỹ lan và 33 đồng phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngang hàng SCB và các đơn vị liên quan là người được hội đồng xét xử gọi đầu tiên, tức là gọi lên bục khai báo đó. Thì bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết là bị đã bị thu giữ ba sổ tiết kiệm mang tên là Chu Diệt Phấn, con gái bị cáo Lan một điện thoại hiệu iPhone, hai túi sách hiệu Hermes Bạch Tạng và một túi sách dài dép sử dụng hàng ngày khác. À, bị cáo lại mới nói đó là đầu kỷ niệm nên cho bị cáo xin lại dù là giá trị không có là bao Thì à, các bạn cũng biết á, là cái túi hiệu à, Homemade Bạch Tạng đó là cực kỳ đắt đỏ nha à, Trưa nay thì cộng đồng mạng cũng đưa lên là Ngọc Trinh cũng có một cái Nhưng mà bà Trương Bảy Lan có hai cái túi Homemade Bạch Tạng Đó bị cáo lan trình bày thêm các tài khoản ngân hàng mang tên bị cáo bị phong tỏa thì không có xin cứ để đó dùng để khắc phục hậu quả vụ án chỉ xin các tài khoản của em trai à, em trai là tên là trương mỹ có mấy chục tỷ trong đó số tiền này không liên quan tới vụ án thì đó à, tức là chu mỹ lan nói rằng là cái tài khoản của mình đó, mang tên mình đứng tên cho mình đó, thì khi đã bị thu hồi rồi thì không cần phải xin lại mà để cái tiền đó để khắc phục hậu quả vụ án là chỉ xin đó là những cái tài khoản mà bị thu hồi chỗ mình đó mà mang tên người khác là cụ thể là mang tên em trai của Trương Mỹ Lan tên là tên là Trương Mễ là chồng của bị cáo Ngô Thanh Nhã là em dâu của Trương Mỹ Lan đó bị cáo Lan bổ sung lúc bị cáo bị bắt trên người có đeo trang sức kim cương gồm bông tai nhẫn dây chuyền bộ chân sức bằng kim cương có trọng lượng gần 30 carat đó là kỷ vật do mẹ của bị cáo tặng nên xin lại đó, đó là à, trong buổi sáng hôm nay thì à, bà Lan có khai báo là lúc mà bị bắt đó thì à, trên người là đang mang một cái bộ nữ trang là cực kỳ quý giá à, bằng kim cương trị giá là có trọng lượng của kim cương đó là lên đến là gần 30 carat thì à, bà Lan nói rằng là cái bộ trang à, sức này là do mẹ của bà tặng lại cho nên là không liên quan vụ án cho nên là bà Lan xin lại cái bộ trang sức này. Đó. Ngoài ra bị cáo Lan còn xin được hoàn trả máy tính sách tay bị thu giữ tại nhà lúc bị bắt bị cáo lan nói trong máy tính có nhiều hình ảnh kỷ niệm của gia đình thời xa xưa không liên quan đến vụ án. Đó. Còn bắt đầu thì tới ngày người thứ hai được kêu lên bục khai báo là bị cáo Ngô Thanh Nhã là cụ tổng giám đốc tập đoàn Giảng Thịnh Phát, em dâu của bị cáo Lan là chồng là vợ của Trương Mỹ. Khai báo bị thu giữ 3 điện thoại di động trong đó bị cáo xin lại hai cái điện thoại sử dụng cho gia đình tức là lúc mà bị bắt và Ngô Thanh Nhã đó là bị bắt đó, thì đã bị thu giữ ba cái điện thoại nhưng mà trong đó đó là một cái điện thoại là sử dụng trong công ty còn hai cái điện thoại kia sử dụng cá nhân trong gia đình cho nên xin đọc đồng xét xử trao lại còn đối với sổ tiết kiệm SCB của ngân hàng SCB là có 10 tỷ đồng là do chồng là Trương Mỹ đứng tên À, nếu được bị cáo xin lại để dùng khám chữa bệnh. Ngoài ra, bị cáo Nhã còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét tài khoản SCB khoảng 3 tỷ đồng bị phong tỏa. À, theo bị cáo Nhã, đó là tiền tích góp không phải tiền trong vụ án xin được nhận lại để sau này sinh sống. Đó. Thì đối với cái sổ tiết kiệm đó ở ngân hàng SCB, thì à, Ngô Thanh Nhã đó là trong tài khoản là khoảng 10 tỷ đồng mang tên là trương mỹ thì cái à, sổ tiết kiệm này, cái tài khoản này thì à, lúc nãy đó mình vừa nói đó là bà trương mỹ lan cũng đã có xin rồi, đó là cũng xin cùng tại vì bà trương mỹ lan thì xin cho em, còn à, bà ngô thanh nhã thì xin cho chồng. Đó. Còn ngoài ra đó là bà nhã cũng đề nghị đó là hội đồng xét xử là xem xét đó là trong tài khoản của scb cũng là còn một cái tài khoản là có số tiền như đó là 3 tỷ đồng cũng đang bị phong tỏa thì bà nhã nói là tiền đó là tiền tích tích góp, tiền lương nó không phải là tiền liên quan tới vụ án cho nên xin lại à, trả lời chủ tọa bị cáo uh, oliver tức là cụ tổng giám đốc công ty an đông trình bày bị thu giữ điện thoại hộ chiếu và các tài khoản ngân hàng khoảng 3 tỷ đồng theo uh, oliver đó là tiền lương tiết kiệm tích góp trong 10 năm không phải tiền liên quan vụ án nên xin lại để trang trải tuổi già. Đó. ông này là cựu tổng giám đốc công ty An Đông, còn à, bị cáo Trương Mỹ Dân, à, cựu tổng giám đốc công ty WMC là cháu cái của bị cáo Trương Mỹ Lan đó, à, xin à, hội đồng xét xử xem xét um, cho nhận lại điện thoại và laptop vì à, có lưu nhiều hình ảnh cá nhân và gia đình còn việc bị phong tỏa tài khoản ngân hàng thì bị cáo dân không nhớ là bao nhiêu, nhà sau đó là bị cáo nhân mới là nhờ luật sư rà soát lại, nếu được thì cho xin lại tất cả các số tiền trong tài khoản đó nếu như mà không có liên quan tới vụ án. Rồi tiếp theo là bị cáo Trịnh Quang Công. Trịnh Văn Công là cái người mà ngồi xuyên suốt chung với lại là hàng ghế đầu với lại là Trương Mỹ Lan từ ở giai đoạn 2 này thì Trịnh uh, Quang Công là người ngồi hàng thế đầu còn uh, trong giai đoạn 1 thì Trương Mỹ Lan ngồi uh, cùng hàng ghế đầu với Đỗ Thị Nhàn là cụ khóa cục trưởng cục thanh tra rồi lại là với là ông Hưng là ngồi hàng ghế đầu còn uh, đối với trong giai đoạn 2 này thì uh, bà Trương Mỹ Lan ngồi uh, cùng với lại uh, là Trịnh Quang Công ở hàng ghế đầu tức là hai người đầu vụ đó đầu sổ à, Trịnh Quang Công thì xin hội đồng xét xử là xem xét xin nhận lại điện thoại giấy tờ cá nhân không liên quan đến vụ án riêng là việc bị phong tỏ tài khoản ngân hàng gồm là 6 tài khoản hơn trong đó là có hơn 7 tỷ đồng là có nguồn gốc thu nhập tích lũy của gia đình nên xin được xem xét sau đó là bị cáo đông mới là trình bày là bị cáo xin nhận lại số tiền trên để vợ con sinh sống hiện tại vợ bị cáo đang thất nghiệp nuôi con nhỏ 3 tuổi cuộc sống rất khó khăn đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét mở ngăn chặn giao dịch bất động sản ở thành phố hồ chí minh và đồng nai cho bị cáo à, hai cái động sản nha từ hai động sản trở lên thì à, sau đó nó là Trịnh Quang Công mới nói đây là tài sản cá nhân không liên quan đến công ty đó, Tức là ở văn phòng đăng ký đất đai của Hồ Chí Minh đó, Với lại là văn phòng đăng ký đất đai ở tỉnh Đồng Nai Đã ra văn bản ngăn chặn tất cả các bất động sản của Trịnh Quang Công Ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Đồng Nai Hình à, như là 6, 5, 6 cái bất động sản đó tức là 5, 6 cái nhà đất đó Những người này rất là giàu một tháng mà nếu mà lương chính thức là thư ký không cũng 120 triệu cực kỳ cao rồi còn số tiền đối với chung về vụ án này đó là tổng số tiền đã thu giữ trong vụ án là hơn 408 tỷ đồng trong đó cơ quan điều tra đã phong tỏ 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền là 92 tỷ đồng và 5.799,48 đô la Rồi ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán Sổ tiết kiệm tài khoản chứng khoán TVSI Của các bị cáo người liên quan Và các pháp nhân liên quan Với tổng số tiền hơn là 824 tỷ đồng Và 261.914 đô la phần kê biên tài sản ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần phần vốn góp liên quan đến bị cáo trương mỹ lan các bị cáo và cá nhân khác tại chính công ty liên quan kê biên nhiều bất động sản liên quan đối với năm bị cáo bị chi nã là đinh văn thành nguyễn thị thu sương chiêm minh dũng trầm bích tồn nguyễn lâm anh vũ là theo cáo trạng đã ngăn chặn giao dịch tài khoản gồm 101 triệu đồng ngăn chặn giao dịch gồm là 31 bất động sản mấy người này giàu lắm cực kỳ giàu đó là trong những gì cái tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay thì quay trở lại là cái ngày đầu tiên xét xử là ngày 19 tháng 9 thì diễn biến cái phiên tòa này ngày hôm đó thì sao à, mời quý vị các bạn à, nghe cái phần đọc này À, ngày 19 tháng 9 phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án dạng thịnh phát chính thức khai mạc chủ tọa là Phạm Thị Hà đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử 8 giờ 40 tức là ngày 19 tháng 9 đó chủ tọa thẩm tra lý lịch của các bị cáo bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tình hình tinh thần ổn định qua quan sát bị cáo Lan gương mặt bình thản từ tốn trả lời từng câu hỏi của chủ tọa khi tới lượt các bị cáo khác được thẩm tra lý lịch bị cáo Lan chăm chú lắng nghe đôi mắt đôi lúc đâm chiêu đặc biệt khi chủ tọa thẩm tra bị cáo Thái Thị Thanh Thảo nguyên giám đốc dịch vụ ngân hàng Hu bị cáo này bật khóc thì bị cáo Lan nhíu mày, gương mặt hơi lo lắng. Khi Trương Quệ dân tức là cháu gái của bị cáo Lan và Chu Lập Cơ. Chu Lập Cơ là chồng của bà Lan. Khai là bị cáo bình lúc đó là thì bình thẳng mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn thẳng về phía trước như vô định. Tuy nhiên, vẫn lắng nghe từng câu trả lời của ông Chu Lập Cơ, tức là ông chồng của mình. À, cũng giống như giai đoạn 1, tại giai đoạn 2 phóng viên được tác nghiệp tại phòng riêng biệt có màn hình LED kết nối trực tiếp với phòng B1, A1, sảnh chính, hành lang A1 và khu sân tòa. Tất cả các cơ quan báo đài không được mang máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng tác nghiệp. Mỗi đơn vị chỉ được phép cử một phóng viên tham dự. Phóng viên ảnh, quay phim được tác nghiệp theo khung giờ quy định. Khi hết giờ phải ra ngoài. Tức là à, trong cái phiên tòa này đó là chỉ à, cho một báo đó chỉ vô được một người thôi một người ngồi viết thôi nhưng mà trước đó đó là cái giờ mà khi mà hội đồng xét xử chưa vô đó thì cho phóng viên ảnh cho quay phim cho bao nhiêu người vô người cũng được một báo cho hai bao nhiêu người vô người cũng được nhưng mà khi mà hội đồng xét xử vô tức là cho quay phim cho chụp ảnh vô để chụp ảnh quay phim bị cáo bị can bị cáo nhưng mà khi hội đồng xét xử vô là bị đuổi ra hết trong cái phòng à, nghe nhìn á của phóng viên, cái phòng làm việc của phóng viên đó là chỉ còn mỗi tờ báo chỉ còn một phóng viên mà thôi à, chỉ được là đi vô tay không, à, laptop thì ở đó cho mượn, ở trong tòa cho mượn, còn à, à, usb cho mượn luôn, không được mang usb gì vô, chỉ là mang giấy viết cáo trạng với lại giấy của mình thôi, đấy thôi đó nhưng mà lại trong cái ngày đầu tiên đó là có một sự cố xảy ra là tất cả cái máy tính ở trong tòa đó là do bộ công an cung cấp tức là ông bị bắt đó, chưa có chuyển vô kịp cho nên nó là ngày đầu tiên phóng viên là tác nghiệp ngầm luôn đó. phóng viên đó là lấy giấy viết là gì thôi lấy viết ghi không có máy tính để đánh tại vì máy tính đang ở hà nội chưa chuyển vô qua ngày hôm sau bắt đầu mới phóng viên mới có máy tính mới bắt đầu là tác nghiệp bằng máy tính còn không là cứ nhớ nghe nhìn màn hình đó, nghe rồi xem rồi viết vô giấy rồi sau đó ra đánh lại để đăng bài đó. là cái về cái thủ tục à, lúc 10 giờ chủ tọa thẩm tra xong các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan À, đối với 35.824 bị hại chủ tọa thông báo sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại điều 62, 65, điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bị hại luật sư Phan Trung Hoài kiến nghị hội đồng xét xử cho phép luật sư tiếp xúc với thân chủ trong giờ giải lao cho phép bị cáo Lan được sử dụng bút giấy để ghi chép được sử dụng tài liệu trong trại tạm giam và luật sư được sử dụng máy tính cá nhân vì máy tính được cấp đang được chuyển từ Hà Nội vào nhưng chưa tới tức là luật sư cũng vậy luôn luật sư cũng giống như phóng viên luật sư cũng đi vô mình không còn máy thì mượn USB cũng mượn nhưng mà USB cho mang về nhà mượn sau nó mang về nhà khi mà tác nghiệp xong thì trả còn máy tính là chỉ để trong đó đi vô mình không xài không xong đứng dậy đi về chép với USB ra ngoài đăng bài cả luôn là luật sư cũng vậy luật sư cũng không được sử dụng máy tính riêng không được sử dụng điện thoại riêng không có điện thoại luôn không hình điện thoại không thiết bị điện tử thì hết không được ghi âm lại đó là cả luật sư như báo chí đều giống như nhau thì như vậy đó là luật sư hoài Phan Duy hoài đó mới kiến nghị là cho được mang với máy tính cá nhân để tại vì là máy tính từ Hà Nội vào chưa tới đó rồi luật sư hoài có ý kiến thêm nếu được phép đề nghị hội đồng xét xử triệu tập đơn vị bổ sung ba đơn vị là quỹ ban chứng khoán nhà nước cục phòng chống rửa tiền tín dụng và vụ quản lý ngoại hối tại đã được được nêu ra ở tại trang tại trang 38 của cáo trạng để làm rõ vụ án hơn. Rồi luật sư Hồng Nguyên, luật sư Hồng Nguyên đồng ý với ý kiến kiến nghị của luật sư Trung Hoài. Tức là một số luật sư thì cũng đồng ý như vậy. Tức là À, luật sư là yêu cầu là trong giờ giải lao là cho luật sư tiếp xúc với lại là bị cáo, rồi à, à, khi à, ừ, yêu cầu là bị cáo đó là được sử dụng bút giấy để à, ghi chép Và những cái tài liệu đó là ở trong trại tạm giam đó được sử dụng được dùng thì à, à, luật sư hoài mới yêu cầu là à, được cho bà Lan được sử dụng bút giấy để ghi chép và được mang tài liệu theo là tài liệu đó chính là cái cáo trạng đó như vậy là trong giai đoạn 2 cơ quan điều tra đề nghị chi tố bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về 3 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết quả điều tra xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo mất khả năng thanh toán cho bốn pháp nhân gồm là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World và công ty cổ phần dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, tức là công ty Sacha. Là gồm là 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư, tức là trái chủ đó đối với hành vi rửa tiền với số tiền là hơn 445.000 tỷ đồng trong đó có hơn 115.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của ngân hàng SCB và hơn 30 tỷ đồng từ nguồn hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đó. Tức là 30.000 tỷ đồng là cái tiền lừa đảo chúng đoạt tài sản của các trái chủ rồi thêm một cái tội nữa là hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới đối với số tiền là 106.000 tỷ đồng tương đương 4,5 triệu đô la